Chào mọi người nha, chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển nha. Bữa nay mình sẽ review cho các bạn xem cách người ta cạo cái cánh quạt nha các bạn. Cái coi một cánh quạt nhỏ, cánh quạt mà nhỏ thì người ta sẽ khiêng ra. Còn cánh quạt lớn như vậy á, với độ nặng tới mấy tạ vậy. Cánh quạt đây chắc cũng tới 4-5 tạ luôn á. Hơn luôn á. Người ta sẽ dùng cẩu chứ không ai mà khiêng nổi đâu nha các bạn. Đó. Dùng một cẩu. Bây giờ cẩu cái bánh lái lên trước nha. Đây là bánh lái nha. Bây giờ cần cẩu dương ra, tôi sẽ dương ra mọi người. À, không phải là cẩu cái bánh lái mà để nghiêng qua một bên được cẩu cánh quạt ra nha các bạn. Cánh quạt đây khoảng cỡ mấy tạ chú? Gần một tấn luôn dữ á nè. Đây chắc hà cỡ 2,5 thước à. À cỡ đó. À. Cái quạt 12 tua là tăng 6 à? 10 tua là nó 1 tấn bò máy. 10 tua là 1 tấn 6. Vậy là nó bao nhiêu tiền ta? Đồng 160 mấy đó, không tính lại. 160 mấy ngàn một ký. Mà cho 1 tấn đi là tới 160 triệu. À, 60 triệu vào. À. Càng lên mấy tọa kia nữa. À. Chắc còn khoảng 200 mấy triệu. Rồi cánh nửa tỷ. Ghê. Hai cánh quạt sao là tiền khủng rồi. Đó, chạy ra rồi. Tại chỉ có dùng cảo thôi các bạn. Cái lát eo rồi. Eo đâu? Nó giống đầu eo ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ráng vô cho nó khỏi bị tuột cái răng vậy các bạn, thì nó cạ vô sắt, cạ vô đá là nó, răng nó bị dập, mình dặn không được. Rồi đã rút cánh quạt ra khỏi lỗ rồi các bạn. Đúng là dân chuyên nghiệp, chạy lên cái đường ray kia mà chạy được luôn à. Đó, cái đường ray á.